Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, trong giờ học môn A Tỳ Đạt Ma câu xá luận tuần vừa qua, thầy Huyền Châu giảng về phân tích ngữ nguyên trong chương Nguyên lý duyên khởi. Nói đến câu xá là nói đến duyên khởi. Trong tiếng Phạn, duyên khởi là Pratitya Samutpada. Từ này được phiên âm trong Hán văn là Bát Lạc Đệ Y Đệ Sam Ốt Bát Địa. Phân tích nghĩa như sau: Bát Lạc Đệ nghĩa là đạt đến, Y Đệ là đi, Sam nghĩa là hòa hợp, Ốt là hướng lên, Bát Địa là hiện hữu, là đã hình thành. Như vậy có thể nói bất cứ cái gì hội đủ duyên gom lại thành ra một hiện hữu là duyên khởi. Nhưng các nhà ngôn ngữ học khác, tiêu biểu là phái Thanh Luận thì nói rằng điều này không hợp lý vì căn cứ trên một tác giả mà sao có hai hành động đồng thời được. Như nói sau khi tắm, nó ăn, nghĩa là phải tắm trước, ăn sau. Phái này nói rằng không có bất cứ pháp nào tồn tại trước khi sinh khởi. Theo họ, duyên là tác giả mà khởi là tác dụng. Các luận sư hỏi lại rằng pháp sinh khởi là ở hiện tại hay ở vị lai? Nói ở hiện tại, nó đã không sinh, sao có hiện tại? Hiện tại nó đã sinh, sao còn khởi nữa? Đã sinh rồi mà còn khởi nữa thì phạm lỗi diễn dịch vô cùng. Còn nói ở vị lai, khi ấy chưa có làm sao trở thành tác giả? Tác giả không có làm sao có tác dụng? Cho nên nói rằng giai đoạn pháp sinh khởi cũng chính là giai đoạn pháp đi đến duyên. Để trả lời câu hỏi, giai đoạn nào pháp sinh khởi? Các luận sư trả lời rằng, ngay khi sinh, ngay khi đó khởi. Các hành thời vị lai đang hướng đến sinh khởi. Chính giai đoạn này cũng nói là nó đi đến duyên. Thí dụ, khi không khí lạnh, gió thổi, mây tụ lại là các hành đang vận khởi. Là lúc các duyên đang hội tụ, để tương lai sẽ có mưa. Mạng sống của chúng ta cũng vậy, nó được giữ gìn do có nhiều duyên tiếp nối như ăn uống, hơi thở, vân vân. Tuy nhiên, có nhiều duyên ẩn tàng ta không thấy được. Nó tồn tại là có tác giả. Sự kiện tồn tại là ngay chỗ đó nó có tác dụng. Không thấy duyên khởi nên ta làm nhiều việc vớ vẩn để ôm lấy khổ đau. Ý nghĩa của mệnh đề, trong khi cái này tồn tại, cái kia tồn tại, do cái này sinh khởi, cái kia sinh khởi, chính là ý nghĩa duyên khởi. Một hiện hữu tồn tại thì nó có tác dụng của nó. Nếu như chủ thể đó không tồn tại thì nó không có tác dụng nào nữa. Nên nói hiện hữu là một tác giả và phát huy tác dụng đó. Tác dụng không có thì tất nhiên tác giả đó phải mất. Tuy nhiên, tác dụng có cái thuận lợi, cũng có cái bất lợi, như tín ngưỡng ông Táo Bình Vôi đã giúp con người cảm thấy bình an khi nương nhờ vào những yếu tố đó mà cầu nguyện. Do đó chúng ta đừng nên bác bỏ khi chưa thể hiện gieo vào tâm họ một niềm tin mới. Thầy giảng rằng, chỉ khi nào không tạo nhân thì mới không có quả. Khi tu thiền và hành động trên tinh thần vô ngã, vô tham, vô sân, vô si, loại 10 triền cái, xem vạn vật là pháp tụ, pháp diệt, lúc đó chúng ta ở trong niệm giáng cách cuối cùng đạt đến vô sanh pháp nhẫn của A-la-hán. Chúng ta không giác ngộ được chân lý này thì nên sống với ba pháp thượng nhân, đó là tĩnh tọa, thọ trì kinh chú và làm công quả, làm tất cả các phước thiện. Ở trong ba pháp thượng nhân khi phước đủ, trí sáng, thì chúng ta sẽ biết mình nên làm gì cho hợp với chân lý. Các ngài lại nói thêm là không thấy có tác dụng nào khác với ý nghĩa chủ thể tồn tại. Các ngài nêu lên bài kệ giải thích phi hữu nhưng vẫn có nghĩa đến các duyên. Mặc dầu cái đó chưa tồn tại, nhưng các duyên đang vận hành. Khi các duyên vận hành đủ, thì pháp sinh ra. Mặc dù hai hành động xảy ra cùng một lúc, nhưng vẫn phải dùng chữ sau khi. Thí dụ, trong câu, đèn đến bóng tối mất,
thì phải nói bóng tối mất sau khi đèn đến. Để kết luận bài, thầy nói duyên khởi là hoàn toàn chính xác, không có chữ nào đầy đủ và ý nghĩa hơn. Trong giờ học kinh Hoa Nghiêm yếu lược, Ni sư Tịnh Quang giảng đến phẩm thập địa. Đây là 10 thứ trí địa của Đại Bồ Tát mà chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại cũng đều nói như vậy. 10 thứ trí địa đó là Hoan Hỷ địa, Ly Cấu địa, Phá Quang địa, Diệm Huệ địa, Nan Thắng địa, Hiện Tiền địa, Viễn Hành địa, Bất Động địa, Thiện Huệ địa và Pháp Vân địa. Ở bước đầu của thập địa, Bồ Tát Sơ Địa tu tập thập Ba La Mật và tứ nhiếp pháp. Bồ Tát Hoan Hỷ địa thì rất hoan hỷ. Bồ Tát tu pháp bố thí trong thập độ làm pháp hành và tứ nhiếp pháp là chính. Những pháp còn lại thì tùy duyên mà làm. Bồ Tát Ly Cấu Địa chuyên tu trì giới, dứt sạch ba nghiệp tham sân si, tâm hoàn toàn thanh tịnh, mọi trần cấu, vọng tưởng, kiến hoặc, tư hoặc đều đoạn sạch. Bồ Tát tu tam tụ tịnh giới, lấy việc lợi ích cho người và ái ngữ là pháp hành chính. Phát Quan Địa Bồ Tát tu pháp nhẫn nhục, thành tựu được chúng sanh nhẫn, pháp nhẫn và đại nhẫn. Đến địa này, tất cả trần lao vọng tưởng không còn nữa, thì hiện ra trí huệ quang minh vốn có. Bồ Tát suy nghĩ ứng xử, cách nào lợi lạc cho người trong hiện tại và tương lai. Bồ Tát Diệm Huệ Địa không những phát quang mà còn phát ra lửa sáng trí tuệ, đạt được nhẫn nhục ba la mật, lấy hạnh tinh tấn và đồng sự làm chính. Bồ Tát lập hạnh mang lợi lạc cho người không biết mệt mỏi. Bồ Tát Năng Thắng Địa là địa vị không dễ gì đạt đến. Với trí tuệ đã phát sanh ở Diệm Huệ Địa, Bồ Tát tiến tu thiền định ở Ngũ Địa, nên không rớt vô tà định. Bồ Tát thâm nhập thiền định, việc làm trở thành phi thường. Vì pháp hành của Bồ Tát diễn ra trong tâm, người thường không thể hiểu được, nên gọi là Năng Thắng Địa. Bồ Tát Hiện Tiền Địa, nghĩa là tất cả trí huệ của Bồ Tát đều hiện tiền, đó là trí Bát Nhã Ba La Mật. Ở vị trí này, Bồ Tát thường làm vua cõi trời tha hóa tự tại và có trí tuệ siêu tuyệt, thấy biết chính xác tam thiên đại thiên thế giới như thấy vật để trên bàn tay. Viễn Hành Địa Bồ Tát có thể du hành tự tại, thành tựu viên mãn phương tiện thiện xảo trong thập độ. Tuy nhiên, hành đạo giáo hóa chúng sanh, làm cho họ hiểu và ứng dụng được pháp trong cuộc sống không phải là điều đơn giản. Bồ Tát Bất Động Địa tức là thần thông không động đạo tràng, mà du hành khắp mười phương, có sự thành tựu nguyện ba la mật và trụ trong vô tướng thanh tịnh, không còn bị các phiền não tà kiến làm cho lay động. Công đức này tự động giáo hóa chúng sanh, họ nghĩ đến Ngài liền nhận được sự thanh tịnh giải thoát, khiến họ phát tâm tu. Bồ Tát Thiện Huệ Địa có được thần thông biến hóa như ý, đi khắp mười phương, đắc được Bát Nhã trí huệ thù thắng, sử dụng Như Lai lực để giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát Pháp Vân Địa là địa vị cuối cùng của thập địa. Bồ Tát này thành tựu trí ba la mật, có tuệ giác và muôn hạnh đầy đủ, giáo hóa khắp nơi với tâm bình đẳng, đầy đủ vô biên công đức. Kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp cao đẳng sẽ học hai môn A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và Kinh Hoa Nghiêm Yếu Lược. Kính mong quý học viên đi học đông đủ để tăng thêm sự hiểu biết về Đạo Pháp. Quý vị cũng có thể nghe bài giảng qua Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bodephatquoc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email để biết các thông báo cần thiết. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý khán thính giả thân tâm thường an lạc.